Bà nhìn tôi làm gì? Nhìn xung quanh đi, thấy xe là lao ra liền, rồi rên lao quật quại lên, hiểu chưa? Làm gì có xe hơi nào đâu, toàn là xe máy không mà. Xe máy đâu có được nhiều tiền, lựa cái đường gì nhắm que. Trời ơi là trời, xung quanh làm hết trơn hết trọi rồi. Ráng đi, xong ví dụ này, tôi đổi địa bàn. Bữa sau, tôi chọn đường ven xe lửa, lao vô cho nó nhiều tiền. Ông điên hả? Thôi bà quá, xe tới kìa. Cô có sao không cô? Con hỏi sao chân nữa nghỉ giờ tôi rồi. Ui, đau quá. Chạy cái gì kỳ vậy hả? Bộ cậu mua cái con đường này hả? Chạy bán mạng muốn giết người hả? Ủa đâu có đâu cô. Xe con dừng lại kịp mà có đụng cô đâu. Thấy cô đây đứng đây thì biến mất tiêu. Con thấy nằm dưới xe con luôn. Cái đầu xe của cậu đụng tôi té thôi chứ tôi biết đâu mà biết. Chẳng lẽ tôi khùng sao tôi chui ra cái đầu xe của cậu tôi đâm đầu tôi té hả? Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Cái ông cứu tôi giờ. Tôi làm chứng. Tôi quan sát hết từ nãy giờ. Cậu đụng người ta té xuống mà bước xuống xe không xin lỗi một câu, còn kêu người ta lết vô đầu xe của cậu nữa. Thanh niên chê chén, làm không biết nhận lỗi. Đau quá. Chị ơi, đau quá. Chị có sao không chị? Tôi không biết nữa. Chị đứng lên thử coi, có sao không? Trời ơi, gãy giò đâu vậy? Đau quá, tôi đứng không được. Trời ơi, có sao không cô? Cái này cô chuẩn bị gãy giò đó. Có sao cô? Có sao cái gì nữa, còn hỏi gì nữa. Bây giờ tôi nói cậu nghe đây kìa. Một á là tôi thưa cậu lên công an kêu công an tới đây, còn hai đó là cậu á đền tiền thuốc cho tôi đi. Thôi vậy con bắt công an luôn. Báo đi. Chi vậy hả? Ở trên đó mấy anh mấy chú người ta rất là bận rộn, đâu có rảnh đâu mà giải quyết những cái chuyện cỏn con như vậy. Làm phiền người ta chi vậy? Tội người ta lắm. Thôi giờ đưa 3 triệu đi. Mình tự giải quyết được thì mình tự giải quyết. Thôi mệt quá đi. Coi như giờ anh nói đúng đó, báo công an vậy thì phiền phức lắm mà tôi thì trăm công ngàn việc. Bây giờ cậu á, cậu đợi cho tôi 3 triệu tiền thuốc đi. Còn nếu mà có lỗi nhiều á thì tôi chịu. Ui da đau quá. Trời ơi chị ơi là chị, 3 triệu ít lắm, đủ tiền thuốc men không? Thì coi như giờ xui thôi chứ biết sao bây giờ. Trời ơi, tại sao có một người tốt như vậy? Cậu thấy chưa, người ta tốt như vậy cậu không đền người ta 3 triệu đi. Cô ơi, con không có tiền cô. Cậu nói vậy được hả? Cậu chạy xe hơi xa vậy mà cậu nói cậu không có tiền lắm tôi. Cậu muốn tôi báo công an không? Tôi bên cậu không nổi luôn á, tôi nói thiệt á. Cậu mặc đồ như vậy mà cậu nói là cậu không có 3 triệu, ai mà tin? Cô ơi, con tài xế mà chủ xe cô thông cảm với con cô. Chủ xe không phải hả? Tài xế mà chạy bạc mạng vậy. Thôi bây giờ có nhiều được nhiều, có 2-3 triệu, 2 triệu đưa cũng được. Để tôi lo tiền thuốc thang coi như tôi xui đi. Trời ơi chị ơi, thiệt á, tôi thấy mà tôi xót cho cái chân của chị cô luôn. Ơi, con còn có 2 triệu rồi cô. Con lấy con đi cô. Xui thiệt á, đưa đây. Đi. Nè, anh cầm đi anh. Rồi đi không có sao đâu, không có vụ tai nạn nào hết trơn á. Nè, đứng lại. Cái cô kia, cô là ai? Là công an phường hả? Hay là tổ trưởng tổ dân phố? Cô chắc chắn không phải là hai người đó. Tại sao lại xíu chuyện này? Tôi là người đi đường, tôi chứng kiến sự việc từ nãy tới giờ. Chính cậu ta là người hại bà này. Đụng xe bà này té xuống, đúng không? Tại sao lại trả lại tiền cho người ta? Đưa 2 triệu đây. Bà, chạy nhanh vô bệnh viện trị cái chân. Đưa đây. Anh cầm đi. Tôi cũng là người đi đường, tôi cũng chứng kiến nè. Cái cô này cũng băng qua đường, xong anh này anh chạy tới thì anh chạy hơi nhanh nhưng mà anh thắng gấp lại kịp rồi. Cô này cũng sợ quá cũng mới té xuống đây chứ không có một cái vụ tai nạn nào đâu hết trơn á. Sợ đúng không? Đúng. Sợ phải không? Đúng, cô sợ. Đưa 2 triệu đây. Đi điều trị bệnh tâm lý nhanh. Bệnh chạy nhanh lên. Bệnh tâm lý cái gì mà bệnh tâm lý? Nè chú, ở xung quanh đây là có rất là nhiều camera. Bây giờ cô chú muốn chiết xuất lại camera không? Hả? Là sẽ biết được là cô này bị té nặng hay té nhẹ. Từ đó mình mới suy ra được là có bị sang chấn tâm lý hay không. Còn không thôi, bây giờ muốn đúng không? Mình đi lên phường hết là xong. Lên phường giải quyết. Thôi đi. Phiền phức quá. Không có lên phường gì hết á. Bỏ. Coi như tôi xui đi. Ê, phiền phức quá. Xui gì đâu á. Nè, anh cầm đi. Rồi anh đi. Không sao đâu. Cái gì kỳ vậy hả? Người ta là người bị hại, tại sao lại để người ta bị như vậy? Còn đây là nó hại người ta mà, đúng không? Ê, mày tính hại tao luôn hả mày?
đâu vậy? Ở đâu mà nhào ra phá đám vậy? Cầm tiền lên tay rồi phải ối ra lại. Đồ thứ khôn nhà dạy chợ. Mẹ, trời ơi, sao mẹ còn la con được như vậy? Con đã nói với ba mẹ bao nhiêu lần rồi đừng có làm như vậy nữa, mà cứ làm hoài để cho người ta phát hiện rồi mới sợ hay sao? Trời ơi, suốt ngày cứ đi lừa người này tới lừa người khác à. Ba với mẹ phải làm việc như vậy, cực khổ như vậy thì mới có tiền nuôi con học từ đó tới giờ. Chứ lấy tiền đâu ra nuôi con học? Thì cái lúc đó con nhỏ con không biết, bây giờ con lớn lên con biết rồi, con biết như vậy là sai, con mới nói là ba mẹ đừng có làm nữa. Mà bây giờ ba biết không, mà con cũng đi làm chứ bộ, là con cũng có thể tự nuôi con ăn học được rồi, rồi con cũng có thể tự nuôi gia đình một chút xíu, con tự nuôi ba mẹ được rồi. Con nói ba mẹ được bao nhiêu rồi? Con nuôi được sơ sơ. Sơ sơ phải không? Vậy thì túi bà vẫn phải tiếp tục đi làm. Ba con nói là người góp công người góp sức, ba con tính kế, còn mẹ thì phải nhào ra xe. Đúng mà. Đúng, đúng cái gì mà đúng vậy? Sao ba không làm đi, ba để mẹ đàn bà phụ nữ mẹ làm vậy? Con ơi, con nói con biết suy nghĩ không con? Con nghĩ đi, nếu như mẹ con la ngoài đầu xe, người ta có phát hiện á thì người ta chỉ chửi rồi trách móc sơ sơ thôi, đúng không? Ba mà la ngoài đầu xe mà người ta phát hiện, người ta quýnh ba bờm đầu luôn, con hiểu chưa? Thôi thôi thôi, con không nói chuyện với ba mẹ đâu. Con trễ giờ để mẹ, con đi làm. Con phải đứng lại, con trả lời cho ba biết tại sao con phá cái chuyện làm ăn của ba với mẹ hả? Con cái càng lớn càng lên. Hôm nay kiếm cũng khá rồi nghe. Khẩm à, mà tôi phải nói tôi nể bà thiệt. Bà diễn xuất thần luôn. Bà đau giả mà tôi nhìn vô tưởng bà đau thiệt không á. Tôi nói ông nghe nghe, tại tôi không có học đó. Cái tôi mà học diễn viên hả, là bây giờ là ông á là coi như là chồng của diễn viên mà nổi tiếng rồi đó. Thiệt. Nghe hay quá. Ừ. Đồng tiền mình đi lừa đảo người ta chứ có phải là tự làm ra đâu mà hãnh diện, mà nó còn vui còn cười nữa. Biết là sao vậy ta? Con không có hiểu gì hết. Con đừng có coi thường ba với mẹ nha. Ba nói cho con biết, đó là gì? Đó là lao động thức xám, đúng không? Ba mẹ phải bỏ thức xám ra mới lừa được người ta, đúng không? Bình thường sao lừa được à. Đúng không? Không phải hãnh diện gì điều đó. Đúng. Đó là lao động. Phải hãnh diện chứ con. Đúng chưa? Con thấy cái cảnh mẹ con té đâu. Trời đất ơi, ba diễn tả cho con nghe, không ai có thể làm được như mẹ con luôn. Cái xe vừa mới lao tới nha, mẹ con lao ra mới liếm nhẹ thôi, liếm nhẹ vô cái chân thôi, ba lộn hai vòng té một cái ách ngước mặt lên. Chồng ơi, chồng hãy ở lại như thế nha. Thôi 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 được rồi ba, con không thích nghe đâu, ba đừng kể. Đâu có, ba lại ba ơ mà. Ba mới lao ra nước mắt ba lưng chồng. Bà ơi, bà bỏ con với tôi, bà bỏ tôi sống sao đây? Ta thấy thường qua xuống đưa tiền. Trời ơi, con đã nói là con không muốn nghe tới cái đoạn đó mà. Thôi được rồi, không có quạo nữa. Bây giờ ba hứa nè, ba hứa sau khi ba kiếm tiền đủ cho con học đại học rồi ba với mẹ gác kiếm, chịu chưa? Trời, cái chuyện mà cái kiếm của ba với mẹ nói gác lên gác xuống mấy chục lần tới bây giờ chưa gác kìa. Cái chuyện mà học của con á, bây giờ con sẽ đi làm kiếm tiền tự con trang trải được hết á. Con không có muốn mà ba mẹ đi lường gạt người ta xong mà đem cái đồng tiền đó về nuôi con ăn học đâu. Hay quá, nói làm như giỏi, làm như tài, làm như... Bây giờ ba hỏi con nè, con đi làm, đúng không? Thời gian con đi làm, rồi thời gian nào học? Con tưởng như kiếm đồng tiền xã hội này dễ lắm gì? Ba con nói đúng đó, mẹ nghe nói hả, học đại học khó lắm, con phải dành thời gian để học chứ bộ à. Nói chung á là con sẽ cố gắng tự sắp xếp được. Thôi ăn cơm đi mà quá đi. Rồi hứa, làm vụ hai vụ nữa thôi, không thì kiếm ít tiền lo cho con xong hết đi rồi ba bỏ, ba gác kiếm thiệt. Ba nói láo nha, ba mà nói láo cho thiên lôi dòm ngó nguyên gia đình luôn. Mẹ cũng hứa luôn, xong cái vụ này á rửa tay gác kiếm luôn được chưa? Rồi thôi ăn đi nè, ba mẹ đã hứa là con phải tin chứ, cãi lời ba mẹ là thiên lôi dòm ngó con đó. Con tôi là cục vàng cục bạc nha, thiên lôi nào dám dòm ngó. Có dòm ngó bà nó tầm bậy tầm bạ. Tôi nhắc lại cái lời của ông nói đó, hồi nãy ông cũng mới vừa nói thiên lôi dòm ngó đó thì tôi nói y chang vậy thôi, cứ đâu cái con ha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi con, ăn đi con nè.
ăn trứng đi. Ăn trứng đó. Xinh nè. Quá trời luôn. Ghi vô. Gì đây? Tiền này để cho con đóng học phí. Ủa, gì vậy? Ai cần đâu, tự nhiên à. Ba mẹ, ba mẹ ơi, ba mẹ, đâu rồi ta? Mẹ ơi, ba ơi. Ủa, đi đâu mà không nói gì hết cho người ta?